mình chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Hòa Phát. Hôm nay thì Đồ Gỗ Hòa Phát mới vừa sản xuất về một cái bộ bàn ghế siêu phẩm ha. Một bộ bàn ghế tay 14, gõ đỏ 100%, đục chạm tam sư, rất là sắc nét luôn. Và cái mẫu này là cái mẫu miền Nam các bạn nhé. Bộ bàn ghế này bên mình đục chạm và lắp ráp theo kiểu miền Nam, rất là cứng cáp và rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết lại để các bạn cùng tham khảo kỹ hơn về cái mẫu mã bàn ghế này nhé. Cái bộ bàn ghế này bên mình làm với những cái dàn mặt rất là dày dặn, từ 3 tới 4 phân các bạn nhé. Và cho đục chạm rất là sắc nét luôn. Đây là cái phần băng dày của mình ha. Cái phần băng dày này mình làm tới 4 tựa lần. Đó, rất là đẹp, rất là to, phong giấy rất là lớn các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ báo giá công khai và mình sẽ báo kích thước luôn để các bạn cùng biết rõ hơn về cái sản phẩm này nhé. Rồi, mình mời các bạn vào video với mình ha. Và đầu tiên thì mình sẽ tới cái phần băng dày trước các bạn nhé. Ở cái phần băng dài này thì mình làm với kích thước là ngang là 2m3 và chiều sâu là 73. Một kích thước rất là lớn luôn các bạn. Và cái băng dài này mình làm tới 4 tựa các bạn nhé. 4 tựa, và đặc biệt là 4 tựa này mình làm với những cái dàn tựa rất là dày dặn. Cái dàn tựa này mình làm dày với độ dày là 3 phân lộng cong các bạn nhé. Đó, 3 phân lộng cong, rất là cứng cáp luôn các bạn. Đây, các bạn thấy cái phần tựa của bên mình ha. Mình đã cho làm cong, ngã rất là đẹp. Đó. Rồi. Ở trên cái băng già này thì mình sẽ có một cái dàn tó dày 14 phân và cho đục chạm những cái mẫu là tam sư các bạn nhé. Đây, những cái phần đục chạm bên mình ha, các bạn để ý kỹ nhé, rất là sắc nét luôn các bạn. Đó, những cái phần nghe rất là cơ bắp. Đó, những cái phần bắp đùi nè, những cái phần đuôi, phần răng và những phần mắt của nghe rất là đẹp. Và các bạn thấy cái phần đục chạm của bên mình ha, cái nét đục chạm rất là sâu, đặc biệt đó là rất là sạch sẽ, mình đã cho làm nguội và sơn xịt rất là kỹ rồi, nên những cái nét đục, những cái nét sơn rất là sạch sẽ luôn và rất là láng các bạn nhé. Một cái dàn tó rất là giá trị, dày 14 phân liền nguyên khối, không chấp ghép các bạn nhé. Đó. Một cái dàn tó liền dày 14 phân rất đẹp luôn các bạn. Và kế bên thì mình có những cái phần tay cột dày 14 phân luôn các bạn nhé. Những cái phần tay cột này thì bên mình đã cho lộng cong là dày 14 phân nguyên khối. Đặc biệt là những cái phần tay cột này bên mình không có làm tâm ha. Những cái phần tay cột liền lạc, đó, không tâm, không giật. Rất đẹp. Và bên trong này thì mình làm những cái phần tựa là tựa tứ linh các bạn nhé. Đục chạm cái mẫu long ly quy phụng. Đó. Rất đẹp, rất là sắc nét luôn các bạn. Các bạn để ý kỹ ha, những cái nét đục của bên mình nhé. Làm nguội rất là sạch sẽ và không bị lông lá các bạn ha. Các bạn có thể sờ tất cả mọi ngóc ngách luôn. Đó. Rất là láng, rất là mịn các bạn nhé. Đó. Và những cái bộ này á, bên mình lắp ráp theo kiểu miền Nam thì mình sẽ làm mỏng các bạn nhé. Đây, những cái phần mỏng mình sẽ ghép bên dưới ha. Mình sẽ ghép bên dưới đó, rất là chắc chắn luôn các bạn. Đó, những cái phần khe mỏng mình sẽ ghép vô, rất là cứng các bạn nhé. Khác với những cái hàng Bắc giá rẻ thì họ sẽ bắn vít vào nhé. Những cái hàng Nam thì mình sẽ ghép mỏng, rất là cứng cáp. Đó. Và cái nước sơn này ấy, mình cho làm với cái nước sơn BUM70 ha. Rất đẹp luôn các bạn. Nước sơn rất là mịn màng, rất là láng. Đó. Tiếp tục thì mình sẽ qua phần tay nhé. Ở cái phần tay ấy, thì mình làm với cái dạng tay là tay nghe 7 phân các bạn nhé. Một cái tay nghe dày 7 phân và cho đục chạm những cái phần vẫy rất là đẹp các bạn nhé. Cái mẫu nghe này thì bên Hòa Phát mình độc quyền các bạn nhé. Có phải nói là bên Hòa Phát mình làm cái mẫu nghe này rất là chăm chút luôn. Tuy là cái mẫu nghe này là mình ghép ở phần trên này nhưng mà mình làm rất là dày ha. Làm dày là 7 phân các bạn nhé. Và cho đục chạm rất là sâu. Đó, những cái phần hốc mắt nè, những cái phần khóe miệng nè và những cái phần vẫy nè, đánh vẫy rất là đều các bạn nhé. Đó, rất là đẹp các bạn. Một cái phần nghe có thể nói là rất là sắc sảo luôn. Và bên dưới thì mình có làm những cái dàn mặt là dày 3 phân các bạn nhé. Ở cái dàn mặt thì mình làm cái dàn mặt băng dài và mặt ghế đơn, mặt đôn là 3 phân hết các bạn nhé. Và bên dưới thì mình có những cái dàn chân được đục chạm cái mẫu đầu lưng và chân móng, rất là đẹp. Đó, đây cái mẫu chân bên mình ha, đầu lưng chân móng đục chạm rất là sắc sảo các bạn nhé. Đó,
những cái phần chi tiết đục chạm rất là sâu, những cái phần móng được vuốt rất là cong. Đó. Và những cái phần đằng sau thì mình cũng cho đục chạm xuyên suốt cả đằng sau luôn các bạn nhé, những cái phần yếm nè. Đối với những cái hàng Bắc thì người ta sẽ bỏ những cái phần sau này, còn mình sẽ cho đục chạm cả những phần sau luôn. Đó. Và những cái dàn tó phía sau thì mình cũng cho đục chạm luôn các bạn nhé. Đó, mình đục chạm cả hai mặt luôn, mặt trước và mặt sau, đục chạm theo kiểu là 3D các bạn ha, rất là đẹp. Và đây là tổng thể cái băng dài mình ha, rất to, rất là bệ vệ luôn các bạn. Đó. Và đối diện cái băng dài thì mình sẽ có hai ghế đơn các bạn nhé. Hai ghế đơn này thì mình làm với cái kích thước rất là rộng luôn, kích thước chiều ngang nó tới là 1m03 mà kích thước chiều sâu á là 73 các bạn ha. Cái phom ghế rất là lớn, các bạn có thể ngồi thoải mái nhất có thể nhé, không phải lo vấn đề bị chật nhé, rất là rộng luôn. Và cái phần ghế đơn này mình cũng làm những cái chi tiết giống băng dài ha, là những cái phần tó dày 14 phân, đục chạm mẫu tam sư đó, và cho đục chạm hai mặt các bạn nhé, cả mặt trước cả mặt sau luôn đó, đục chạm mẫu tam sư rất là sắc nét. Đây là mặt sau ha, đó mặt sau của bên mình đó. Cái phần mặt sau thì mình cũng cho làm rất là sạch sẽ nhé, nó khác với những cái hàng giá rẻ người ta làm lem luốc các bạn ha, đó đục chạm sắc nét các bạn ha, gỗ liền lạc các bạn nhé. Đặc biệt là những cái dàn cột của cái bộ bàn ghế này mình đã cho tuyển chọn những cái dàn cột bông vân và liền lạc các bạn ha. Đây là cái chất gỗ đỏ các bạn ha, chất gỗ đỏ nguyên chất không pha tạp đó, những cái dàn cột bông vân rất là đẹp luôn, cái thớ vân rất là mịn các bạn ha. Và những cái phần tay cũng vậy đó. Cái phần ghế đơn này thì mình cũng cho làm với những cái tiêu chuẩn giống như băng dài luôn, là phần tó liền dày 14 phân, phần tựa dày 3 phân, đục chạm mẫu tứ linh. Phần tay cột là dày 14 phân. Và cái phần tay nghe này mình cũng làm dày là 7 phân các bạn ha. Cái bảng tay nghe là làm dày 7 phân các bạn ha. Và bên dưới thì mình cũng cho làm những cái dàn chân là đầu lưng chân móng, và móng là vuốt cong các bạn nhé. Và những cái dàn yếm là mình sẽ cho làm vén cong hết. Các bạn thấy những cái đường cong này ha, là những cái đường cong mà mình tạo điểm nhấn cho bộ ghế nhé. Đó, rất đẹp các bạn. Mình vén cong cả phần mặt luôn, mặt ghế nè, và cả phần yếm của ghế, rất là đẹp các bạn. Đó, những cái dàn chân này mình cũng làm với những cái dàn chân liền lạc các bạn ha, không có chấp ghép các bạn nhé. Đó, đóng ráp theo kiểu miền Nam, cứng cáp. Đó, cả trong lẫn ngoài, rất là dày dặn luôn các bạn. Và cái form ghế rất là cong các bạn nhé, các bạn để ý kỹ nhé. Bên mình làm cái form ghế rất là lớn và rất là cong. Đó, cái phần tay cột và cái phần form ghế rất là to luôn, rất là đẹp. Đó, một cái dáng ghế phải nói là bệ vệ các bạn ha. Hai cái đơn này thì mình làm với những cái chất gỗ và những cái kết cấu có thể nói là rất là cứng cáp và sắc sảo các bạn ha. Và cuối cùng thì mình sẽ đi đến cái phần bàn và phần đôn các bạn nhé. Ở cái bộ bàn ghế này thì mình sẽ có ba cái đôn và một cái bàn lớn. Ở cái kích thước bàn thì mình có kích thước là 73 x 1m5. Đó, rất là rộng rãi luôn các bạn. Và cái bàn này mình làm với cái dạng bàn là đôn hộp các bạn ha, có học kéo các bạn nhé. Cái form bàn rất là cao lớn, đó, rất là cứng cáp luôn các bạn. Và những cái phần yếm thì mình cũng cho vén cong, đó, giống như phần băng dài, phần ghế đơn. Đặc biệt là mình có làm hai lớp cổ chỉ rất là dày dặn luôn và cứng cáp. Đó. Riêng cái phần mặt bàn thì mình sẽ làm mặt bàn là 4 phân các bạn nhé. Cái mặt bàn này là mình sẽ làm 4 phân luôn, đó, rất là dày dặn và cứng cáp luôn các bạn. Cái mặt bàn này thì các bạn xài sẽ yên tâm nhé, nó sẽ không bao giờ bị nứt xé hết, tại vì cái gỗ rất là khô rồi và đặc biệt là rất là dày các bạn ha. Mặt bàn dày tới 4 phân liền nguyên tấm các bạn nhé. Và có hai cái đôn kẹp, mình sẽ để một cái đôn kẹp ở bên chỗ ghế đơn và một cái đôn kẹp mình để ở trên phần ghế cái bàn đó. Hai cái đôn kẹp này thì mình có kích thước là 63 nhưng cho 48, khá là to luôn các bạn. Và cuối cùng là cái phần đôn nhỏ này mình sẽ làm với kích thước là vuông 48 đó. Cái dàn đôn của bên mình thì mình cũng cho làm vén cong cái phần mặt luôn và cái phần yếm luôn. Mình sẽ làm hoàn thiện hết những chi tiết nhỏ nhất luôn các bạn nhé. Dù cho nó là cái đôn hay là cái ghế
thì mình cũng làm nó y như nhau nó. Khác với những dòng giá rẻ thì họ làm những cái đôn như vậy sẽ rất là ẩu và sẽ không có được lớn như vậy đâu. Nhưng mà bên mình nó sẽ làm cái đôn nhỏ và đôn kẹp á, nó cũng rất là ngầu luôn, chân rất là bự luôn. Đặc biệt là đục chạm, cũng giống như là những đường nét đục chạm như là ở ghế băng hay là ghế đơn luôn các bạn nhé. Đây là cái phần đôn bên mình các bạn ha. Đó, những cái dàn chân đục chạm rất là tinh xảo các bạn ha, rất đẹp luôn. Và đục rất là sâu nhé. Cái dàn yếm này bên mình làm rất là dày các bạn ha. Phần yếm này dày 3 phân các bạn nhé, rất là cứng cáp luôn các bạn. Đó. Và cái nước sơn rất là láng mịn. Đó. Mặt là mặt nguyên tấm liền 3 phân các bạn ha. Mặt bàn là 4 phân các bạn nhé. Và cái bộ bàn ghế này bên mình đang có mức giá là 87 triệu đồng cho một bộ bàn ghế tay 14 đục chạm mẫu Tam Sư gõ đỏ. Và cái bộ này là 7 món các bạn nhé. Đó. Nếu như các bạn mua cái bộ này với số món là 6 món, bỏ một cái đôn đi, thì mình sẽ bán với mức giá là 84 triệu đồng các bạn ha. Đó, tùy vào các bạn có nhu cầu xài 7 món hay là 6 món các bạn nhé. Nếu là 7 món thì là 87 triệu đồng, còn nếu là 6 món sẽ là 84 triệu đồng. Đó. Rồi, nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm, các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Mình sẽ tư vấn cho các bạn kỹ hơn nhé. Rồi mình chào các bạn ạ.